ra để giúp mình ha. Thì các bạn search trên YouTube á, thì cái thanh tìm kiếm các bạn tìm Help VKT Vlog và các bạn tìm và bấm đăng ký giúp mình nha. Đăng ký giúp mình ủng hộ cho mình lên 1.000 lượt đăng ký nha các bạn. Đăng ký xong các bạn bấm vào cái quả chuông mới được tính nha. Đó, rồi, cảm ơn các bạn. Rồi, đây, đăng ký ủng hộ Help VKT. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ nha, nhớ nha, đăng ký giùm Help nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục thưởng thức cái video thôi. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Help VKT. Thì theo yêu cầu của nhiều bạn thì nhiều bạn là kêu mình up cái link iOS và cái mã code của con Haki tối thượng. Thì hôm nay mình làm video cũng xem vào mới nên mình sẵn làm luôn cái video và up cái mã code với cái link iOS luôn ha. Đây, cái server mới nè. Khúc này mình bỏ qua đi ha. Ok. Rồi đây tới trận đấu đầu ha, nên mình để là nhìn mấy nhân vật này nó cao to lực lưỡng nhìn đã không? Trời ơi. Nhìn ai cũng cao 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 không bị kéo chân hay gì á. Nhìn Aoki nè. Đâu rồi Aoki đâu? Đây, Aoki nè, đẹp trai không? Cao vãi, hot boy. Còn nhìn Kizaru nè. Trời ơi, nhìn như là mấy thằng mà ốm đói. Gáp là nhìn già mà còn gân gơ. Đây là gọi là đẹp lão nè. Đó. Sengoku nè, đẹp lão nè. Đó. Đây là hot boy. Đó. Phê lắm các bạn ơi. Rồi bây giờ mình chọn nhân vật ha. Ở đây là mình chọn bỏ cái này đi, hướng dẫn cái gì. Ok, bây giờ hôm nay là mình chọn Zoro ha. Rồi, bỏ qua mấy cái này đi. Bây giờ ok. Review hết cho các bạn ha, để mà nhiều bạn lại thắc mắc là ủa sao cái này nó có cái này mà nó không có cái kia, không có cái nọ. Ủa con này nó ra Nami hả ta? Đậu xanh. Thì tính ra là chọn Luffy ngon hơn các bạn. Đi đánh mấy trận nào để cho nó lên cấp ha. Lên level 5 thì chúng ta mới lấy được VIP 5 nha các bạn. Thì cái này quà nạp đầu rất là ngon nha các bạn. Bạn nào chơi thì mình khuyên các bạn nên lấy cái quà nạp đầu ha. Chút mình sẽ cho các bạn xem quà nạp đầu. Ai mà chưa coi cái video đợt trước đó, thì sẽ cho các bạn xem ha. Xem quà nạp đầu coi nó có cái gì. Đây, bây giờ nó có nè, đó, điểm VIP này ha, lên VIP 5 luôn nha các bạn. Đây các bạn nhớ đăng nhập vô mà mở ha, cái này là qua ngày là nó sẽ mất này ha. Đó. Thì nó phi với chúng ta là AC 5 sao nha các bạn. Đây. Hồn AC nè. Đó. Còn đây là ngày thứ nhất nè. Đó. Full AC 5 sao nha. Đó. Anh em này nhớ nha các bạn.
Rồi bây giờ chúng ta đi mở xem đây coi tướng gì ngon không. Và rút nữa hả? Ok, hy vọng là được con nào ngon ngon ha. Bắt rồi nè, trời ơi má ơi, cho con Luffy thì thiếu ngán ngẩm. Đâu rồi, đâu rồi, còn quay, quay không được. Ok, đây, đây nó có đây lên VIP chúng ta nhận thêm được bên này nữa. Lên cấp thì ta sẽ được đồn vàng đó rất là nhiều ha. Rồi ở đây thì đó, được thêm túi quà nè, đu thì này ngon các bạn. Oh, oh my god, ôi trời ơi, bản này nó cho ngon ghê không kìa. Cái này, ủa cái này mảnh mà. Ờ cái này mảnh đúng rồi mà vẫn ngon các bạn. Á đù cho gì, mười ngàn. Ủa trời, má rương đồ đen luôn, má đủ phòng cho gì dữ vậy. Oh my god, trời ơi, hôm nay nó cho quà VIP này các bạn. Ồ hên ghê, ngay cái lúc mình làm clip luôn ha. Sáng nay ra là mình làm hồi tối, vì hồi tối mình làm cái web ha, nên mình không có thời gian mình làm cái này. Ôi trời ơi, oh my god, biết nói là tại sao. Trời ơi, trời ơi, đồ này, oh my god, 6 món đủ luôn một bộ đó các bạn. Lấy cái nào đây? Rồi lấy cái ở trên. Có cái sự kiện gì mà nó cho đồ nhiều quá các bạn ơi, ngon lành. Trời ơi, ôi ơi, đồ này hiếm lắm nè. Đợt trước mình chơi là tuần lễ không có luôn đó các bạn. Ôi trời ơi, mấy ông ngon gớm thật chứ. Đâu rồi, còn một rương nữa đây. Mấy cái này cái mảnh ha. Còn cái này gì đây? À đá. Nó nãy được tưởng đâu là được kit của Megalon chứ. Lào thì còn ở đây còn một rương nữa nè. Trời ơi, ngon chết được luôn á. Chết chết. Ok, để tạm để đó đi ha. Ok, các bạn xem video này các bạn phải xem từ từ ha, vì có nhiều thứ rất là hay ha. Chứ mình thấy là vừa vô là nó cho như vậy là ngon rồi đó. Ôi trời ơi, ông nào mà chơi cái bản này. Bản này là ngon chết luôn. Rồi vô chỗ tướng cái. Á tướng cùi mà mặc đồ quá nè. Ôi trời ơi. Đó, chưa cộng gì hết mà nó lên nè. Thịt đâu? Nãy nó cho một mớ thịt mà ta, đâu rồi? Hay là đây, chắc là đây quá. Ừ, vậy chắc là ở đó rồi. Ngon phết luôn các bạn ơi. Đây là quà nạp đầu ha. Đó là cái này quà nạp gói 10 đô. Gói 10 đô đợt này hơi ít ha. Đây mình sẽ cho các bạn xem gói quà nạp đầu. Trước tiên là chúng ta nhận full quà VIP ha. Đây VIP 5, nó cho chúng ta VIP 5 nè ha.
Đây, đây qua nạp đầu nè. Đó. Luffy, Zoro đồ. Đây được N nè ha, 200 mảnh N. Đó, và một bộ đồ màu đen. Bộ đồ trắng ngon lành. Bây giờ thì một mình con Zoro là lướt map ngon luôn. Thấy không? Trời ơi, vô là lướt, vô là lướt. Các bạn thấy không? Qua mỗi map đó có lại có kim cương nè, thấy không? Lộn lại có kim nguyên bảo ha. Mình nói full kim nguyên bảo là full nguyên bảo trong hoạt động nè ha. Mấy cái phó bản này kia kia nọ nè. Bỏ đi, đau khôn lắm rồi. Đó, nữa nè thấy không? Kim nguyên bảo nữa nè. Zoro đam rất là sốc ha, nó là sốc đam luôn á, gọi là sốc đam luôn á các bạn. Ok, rồi, đó, kim nguyên bảo nữa nè, đó, kim nguyên bảo lên hên luôn. Đó, rồi các bạn ở đây không ra cái gì hết, đây ra Sanji, ở đây ra. Chúng ta có 6 lần ha, mỗi ngày chúng ta có 6 lần đi kêu gọi đồng đội ha. Ok, control. Sau cái tập này là mình sẽ chơi lại ha. Ok, mai chiều mình rảnh mình sẽ stream ha. Nếu được thì mình sẽ stream nạp gói lần đầu ha, cho các bạn xem. Đây, ở đây là chúng ta có đập lưu nè. Đó, các bạn nào vào đây đập nè để kiếm thêm kim nguyên bảo nè ha. Lời chứ không có lỗ đâu ha. Mà càng ngày nó càng lên cao. Rồi, bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn ăn mã code để nhiều bạn ngồi trong ngóng đợi chờ nữa. Rồi ở đây mình có một mã code để ví dụ cho các bạn ha. Rồi ở đây các bạn bấm vào cái con két nè ha. Đó, bấm vào cái đầu con két nè. Đó. Các bạn nhập hết luôn nha. Các bạn nhập hết cái mã code giúp mình ha. Đây cái mã code thì ở game này nó có cái biểu tượng, có cái thấy là bắt buộc là sẹt GC. Đó. Welcome. Đó, ok, ta bấm. Send. Đó, được 200 kim cương nữa kìa. Chung có hôm nào có gì event more Puma get order để thử coi. Được nữa là ngon luôn, một cái mã code quá ngon luôn. Event more Puma get gì đó. Hy vọng là được. Ô, có xàm không được ha. Ok, bây giờ tiếp tục một mã code nữa làm mẫu cho các bạn ha. Đó, có đồ rồi. Cứ như vậy ha, cứ như vậy các bạn nhập mã code giúp mình ha. Thì ở đây thành viên thường thì chúng ta sẽ có được là 8 cái mã code ha. Còn anh em nào mà thành viên web thì mình sẽ có thêm 2 cái mã code VIP nữa ha. Thì cái đó là do là tại vì những anh em nó bỏ tiền ha. Thì mình nói với hôm bữa mình có nói với mấy anh em rồi, thì anh em nào thành viên web thì sẽ được, nói chung thì cũng sẽ có nhiều ưu đãi hơn ha. Chứ người ta bỏ tiền cơ mà. Cái nào lâu lâu mình mới có ưu đãi ha, chứ không phải ngày nào cũng có nha các bạn. Số con game thì mình có thì mình mới ưu đãi ha. Để nhiều anh em nói là sao mà không có ưu đãi này kia kia nọ, khổ lắm.
Rồi sau khi chúng ta ăn 8 cái mã code thì trừ cái rương màu vàng này ra thì chúng ta đã có ở dưới này là một số đồ cũng khá ngon ha. Này cũng đang có event là đánh phó bản được kim cương, kim nguyên bảo đó các bạn. Đó, thấy không? Đâu phải là code là code bèo đâu, cũng có ngon á, nhưng mà đồ ngon nhất là ở trong code của thành viên web ha. Đó, chúng ta lên được 1000 kim nguyên bảo nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhá hàng cho các bạn xem code của thành viên web có cái gì ha. Đây, đây là code của thành viên web nè ha. Đó, 100 mảnh gold pin ha. Đó. Chưa đâu. Đồ của thành viên web còn nữa nha. Đây, đây mới là thứ quan trọng và thứ mắc nhất trong cái code này đây. Đây. Đâu rồi? Rồi xong luôn, code hết hạn. Há. Ô dịch ra là nó nói bạn đã sử dụng mã code này. Sử dụng mà nào ta? Chưa có sử dụng luôn á trời. Thì mình cũng sẽ để cái mã code này ở trong đó ha. Cái mã code này gồm có hai món đồ này ha, hai món đồ màu đỏ màu vàng đó, thì anh em nào có lấy được cái mã code, có xài được thì xài ha, tại vì mình không biết sao là nó báo là mình đã xài cái này rồi, mình cũng chẳng thấy nữa, thấy được cái gì đâu. Cái đó thì được hai rương màu vàng nữa ha, để chút mình tạo ở một cái server khác thử coi xài được cái mã code đó không. Rồi thì cái video cũng chỉ là có bao nhiêu đó thôi, thì anh em hỏi là cho xin cái mã code và cái xin mã code và cái link EOS gì link EOS nên mình làm bao nhiêu đó thôi ha. Đó, đây chúng ta có thêm một món này nó rất là đó, lên đầu vàng là mát nhất hả các bạn. Ok. Để ra test thử cái mã code kia coi. Để cái server cũ coi. Tức quá mà, hỏi tại sao lại không có nhận được cái mã code đó. Ok, mã code đã hết hạn ha. Rồi thì có bao nhiêu đó thôi. Thì xin chào các bạn, gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like và share nha. Còn anh em nào muốn đăng ký thành viên web thì liên hệ trực tiếp cho fanpage ha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn.